quý bà con cô bác thân mến. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai rất là vui khi nhận được sự tham gia của hơn 1.200 quý bà con cô bác đến từ khắp nơi. Tuy nhiên thì chương trình mình ghi hình chỉ có 13 tập thôi, mỗi tập có 6 thí sinh, như vậy là mình chọn được có 78 thí sinh thôi. Và trong cái lúc mà Khương Dừa cắt tin cũng như là Khương Dừa dàn dựng chương trình đó, thì Khương Dừa có nói chuyện với quý ông bà cô chú anh chị, và có nhiều câu chuyện làm Khương Dừa rất là xúc động, vì họ phải bỏ công ăn việc làm và di chuyển rất là xa để tới để tham gia chương trình. Và ngay sau đây Khương Dừa mời quý bà con cô bác cùng ban giám khảo mình theo dõi câu chuyện của hai vợ chồng nọ quê ở Cần Thơ, làm nghề bán vé số, tên là Nhi và Lộc, đã bỏ công ăn việc làm để đến tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn với một cái tình yêu âm nhạc rất là lớn và yêu thương chương trình, yêu thương ban giám khảo. Giờ mời bà con bác về dưới Cần Thơ. Trời ơi, bữa nay bán vé số hết sớm về sớm mừng quá. Ủa, em bán hết số chưa mà em về sớm quá vậy? Dạ em bán hết rồi. Ủa hết rồi mà sao anh thấy em buồn quá à? Dạ em đâu có buồn đâu. Buồn gì nói cho anh nghe nè, vợ chồng mình sống bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng hiểu ý em lắm. Nói cho anh nghe đi, buồn chuyện gì? Dạ tại vì em xem kênh anh Khương Dừa, em thấy thi Ngôi Sao Miệt Vườn á, em rất muốn đi thi. Nhưng mà em thấy trên đó là em đăng ký rồi, nhưng mà em thấy trên đó là toàn là những người đẹp, những người hát hay không à. Còn em bị gì nên em ngại, em không dám. Có gì đâu mà em ngại. Anh cũng theo dõi chương trình này cũng lâu rồi. Anh cũng thấy có nhiều người khuyết tật như em vậy đó, cũng lên đăng ký thi, cũng hát. Cũng có nhiều người cô chú, anh chị cũng ủng hộ mình nhiệt tình nữa. Em đừng có ngại nha. Nghe không? Dạ. Thôi giờ mình đi luôn nè. Dạ mình đi rồi vậy mình nghỉ bán mấy ngày hả anh? Em yên tâm đi. Mình đi thì mình đem vé số theo lên cho ảnh mình bán luôn. Ủa mình bán được hả anh? Được em. Dạ. Vậy mình đi anh. Dạ rồi. Dạ. Vậy bây giờ anh vô anh chọn đồ nha. Em ngồi đây nha. Dạ. Trời ơi, cuối cùng vợ tôi cũng được lên sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn hát rồi, mừng quá. Dạ, mình đi anh ơi. Rồi, mình đi em ơi. Dạ. Ủa, em ơi, tới sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn rồi nè em. Dạ. Có cái ghế này là mình xuống đây mình gọi nha. Dạ. Rồi đưa cái ba lô cho anh. Chào hai vợ chồng. Dạ. Dạ em chào. Em chào anh Khương Dừa. Dạ em xin chào ban giám khảo và anh MC Khương Dừa và quý vị khán giả ạ. Hôm nay chồng em chở em lên đây thi. Anh chị cô chú khán giả có cho em thi không ạ? Cho. Trời ơi quan ngon. Dạ, cảm ơn ạ. Em rất là đam mê chương trình này ạ. Hai vợ chồng giới thiệu một xíu đi rồi mình vô mình thi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Nhi, em 38 tuổi. Hai vợ chồng em đều đi bán vé số hết anh. Ông xã tên gì? Dạ còn em tên Ngô Quang Lộc. Rồi Lộc bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi. Hai vòng dưới Cần Thơ lên luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi đi lên thì đi bằng gì? Dạ em đi xe đò. Xe đò lên hả? Dạ. Rồi là công việc bán số là xưa giờ luôn hả sao? Dạ em cũng mới bán cũng gần 2 năm nay anh. Trời ơi. Anh muốn hỏi một câu rất là tế nhị mà anh không biết bà con cô bác có cho mình nhí hỏi không à? Dạ anh cứ hỏi đi anh. Hai vợ chồng em có cho anh hỏi không? Dạ. Nó hơi tế nhị chút xíu là hai đứa quen nhau trên Zalo. Dạ. Đúng không nè? Thì chỉ thấy hình thôi. Thì lúc đó Lộc có biết bà xã mình cũng như là không bị có khuyến khiếp. Bị khiếm khuyết vậy đó. Dạ Lộc, không anh. Dạ dạ đúng rồi, mới đầu ảnh quen em mà rồi ảnh chọc em trong vòng tháng mấy rồi xong rồi em mới thấy anh này cũng được cái em mới nói thiệt là em nói là anh em nói thiệt là em bị tật hai chân em đi không có được luôn. Anh có chấp nhận em không? Rồi xong cái em mới chụp hình hết người em gửi qua cho chồng em. Xong rồi chồng em cứ trong vòng chút xíu là chồng em nhắn tin lại liền. Chồng em nói là cho dù em như thế nào anh cũng chịu, miễn chỉ cần thương yêu của anh thật lòng là được rồi. Dạ. Đó anh muốn hỏi Lộc cái đó đó. Dạ. Tại vì quan trọng lắm á. Dạ. Là, đúng không em? Dạ đúng. Khi mà mình đã yêu rồi, mình đã thương rồi và mình đã quyết định rồi thì
Tại sao anh hỏi là tại vì anh mong và anh chúc là hai đứa phải mãi mãi như những lúc đầu mình yêu nhau, và là lo cho nhau và lo cho đứa con của mình. Anh riêng về Lộc hơn, có nghĩa là Lộc phải thương yêu vợ mình hơn, nhiều hơn như những ngày đầu mình làm quen với bả. Dạ. Và đừng có một cái ý nghĩ gì nó khác, nó sai lầm, là em hiểu không? Dạ em hiểu. Cho nên khi anh nhìn thấy hai đứa thì anh nghĩ đến cái điều đó liền. Thật sự này, điều này là điều rất tế nhị mà nói trên sóng truyền hình thì tụi em đừng giận anh, nhưng mà tại vì trong lòng anh muốn hai đứa mãi mãi được như cái hình ảnh hồi nãy em cõng vợ em đi thi mà em rất là vui. Xin bà con hãy cho cặp vợ chồng này một tràng pháo tay thật là to ạ. Dạ em cảm ơn. Duy ơi, em cố gắng hát nha. Tụi anh ngồi dưới này, mặc dù là hoàn cảnh như vậy nhưng mà khi các bạn hát lên thì các bạn phải chinh phục, đúng không nè? Phải cố gắng chinh phục nha. Lại nhau tóc xanh phai màu, áng thờ nàng đổi ai mà em đổi số không đen bán phụ cho. Dạ có. Có hả, đen bán cho. Dạ cảm ơn cô. Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu gặp lại nhau mà chương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp
gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Dạ cảm ơn cô. Chị của chú rất nhiều giá. Cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn khán giả. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và quý bà con cô bác rất là nhiều. Quý bà con bác đã ủng hộ giá số nhưng mà ổn quá à. Bán không đủ, có mấy tờ đúng hết trơn rồi. Còn lại là số bà con cô bác ủng hộ không à. Rồi, nãy anh sợ em khóc quá à. Dạ. Đây, lập giữ nha. Rồi, dạ, em lên đây em mừng lắm. Em cũng muốn khóc lắm nhưng mà em sợ em khóc em hát không được. Ừ. Không cho khóc đâu, tự khóc cho hát. Khóc là nghẹn lại không hát được. Dạ. Anh thấy không, tình cảm của quý bà con bác dành cho mình rất là nhiều đúng không? Dạ. Em bị từ nhỏ luôn hả? Dạ, em bị lúc em 5 tuổi. À, là do bệnh? Dạ, lúc trước là giống như mẹ em không biết, như sốt bại liệt á. À. Em lúc trước em không biết, em đi đồ bình thường luôn rồi xong tự nhiên em sụm xuống. Em nói mẹ em bị kẹt cái chân. Rồi chị hai nói đứng lên đi, có thấy gì đâu mà bị kẹt. Mà em nhức, mà em không biết nói em nhức. Rồi xong rồi mẹ nói sao mà không đứng lên đi, mày làm gì mà cứ nói, có thấy kẹt gì đâu mà cứ nói kẹt cái chân không à. Rồi xong rồi cái mẹ em chở em đi chích thuốc. Xong chích, lúc trước là em bị liệt hai tay hai chân cả cái đầu luôn á. Rồi xong rồi mẹ em đi quá trời luôn. Rồi tới cuối cùng là người cuối cùng là em bán heo bán gạo luôn, cuối cùng là chỉ được hai cái tay em chứ cái đầu em thôi, còn hai cái chân em nó hết tiền rồi. Cũng may mắn nhưng mà giờ nó nhiều năm rồi cho nên mình không điều trị được nữa. Dạ. Dạ, Khương Dược cũng hy vọng là sau khi mà chương trình Ngôi Sao Việt vừa cần phát sóng á thì quý bà con bác mà có gặp Nhi với Lộc đi bán vé số á, thì mình nếu mà có giao lưu văn nghệ giao lưu, còn thí dụ mình ủng hộ được vé số thì ủng hộ. Để cho cuộc sống của hai chồng cũng đỡ vất vả hơn, để có cái tiền để lo cho con ha. Dạ, cảm ơn anh. Nghĩ con là cái tài sản quý giá nhất của em, của dạ. Hai vợ chồng, để sau này mình lớn á, để con nó lo lắng cho mình ha. Dạ. Dạ rồi, thôi em cảm ơn quý bà con bác đi. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn Khương Dừa, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Dạ, cảm ơn à. Dạ. Em vui không? Em vui không? Dạ, em vui, mừng lắm. Vui là được rồi đúng không em?
Dạ. Đúng không? Em rất yêu thí, yêu quý mấy chị, anh chị luôn. Em có món quà em tặng cho mấy anh chị. Đó là món quà là em tự em làm luôn, là chanh đính đá. Em làm lâu luôn, mình ơi em làm luôn á. Trời ơi. Vậy mình hả? Làm em tặng anh Khương Dừa luôn. Dạ em làm 4 bức luôn á. Nhi làm vậy rồi Nhi có những lúc có thời gian không có bán hả? Dạ không. Trời đất ơi, hình của mình luôn hay gì á? Dạ đúng rồi, hình anh chúng trời ơi. Trời ơi, quá à. Trời đất ơi, anh Châu Thanh 16 tuổi. Anh Châu Thanh 16 tuổi. Cảm ơn em. Khương Dừa. Khương Dừa 13 tuổi. Cái hình đúng cái hình đại diện của em luôn á. Còn cái hình của em với anh kìa, chuẩn bị mà. Em chắc 10 tuổi. Hết tim ra nha. Mở ra tôi đúng 60 luôn, mắc cười dữ trời. Mình nhìn rất là đẹp trai luôn. Phải không? Bây giờ mở ra để mở ra để cho mà mình rớt tim nha. 1 2 3 mình rớt tim nha. Quyền quá mà đẹp luôn. Đẹp. Đi ra. Rồi đợi rỡ ra ra Quyền rớt tim nha. Chị Ngọc Quyền. Trời ơi. Rồi, em cái hình này thấy chị Quyền đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá anh tặng bông chứ sao em. Tặng bông chứ sao đẹp luôn. Đếm coi đủ không chứ thiếu. Không, không được. Khán giả kêu tặng 15 bông đi. Chương trình là chỉ có 10 bông. Mỗi người suối. Có 10 bông mà. Dạ, cảm ơn khán giả rất là nhiều à. Bà suối bậy bạ quá bà khán giả. Không, nếu được phép cho 10, cho bao nhiêu là sẽ cho đó. Trời ơi, anh cảm ơn hai vợ chồng em nhiều nha. Nhớ nãy tôi dặn gì không? Dạ nhớ. Nhớ nha. Dạ. Nha. Đây anh Cảm ơn. Đây là mình nhé. Đây là bông điểm đó nha, giữ cho kỹ. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Đây. Tình xúc động. Đây là tiền để ủng hộ với số nè. Ha. Lọc. Ê, giống ẩm em quá. Còn cái này là cái lọc anh gửi tặng cho em. Con này lúc nãy là tiền anh mua giấy số ủng hộ. Giống Ngọc Quyền hay giống Ngọc Quyền. Nhưng mà có anh thì muốn gửi những tờ giấy số này lại tặng lại cho hai em. Tặng đó, cho hai em luôn nha. Chiều hai vợ chồng trúng số. Cầu mong là tụi em được cái lọc may mắn này để tụi em sẽ là mai mốt sẽ là một cái nhà họa sĩ thiết kế những tranh ảnh. Đó, chắc chắn là người trong ngôi đồng ha. Tặng lại cho em. Cảm ơn anh, rất nhiều và anh cảm ơn. Cái này á, hồi nãy giấy số chị mua chị gửi Khương Dừa rồi nha. Dạ. Cái này bông là chị gửi cho em. Dạ. Dạ giờ ai cũng tặng quà cho em rồi. Tranh của em chị nhận. Nhưng mà chị xin gửi em số tiền 1 triệu đồng. Để mà cái này không phải tặng em. Chị gửi tặng cho con của em. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Quyền rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn cái gì. Cảm ơn em. Trời quý quá à. Thương lắm nha. Cảm ơn Lộc rất là nhiều. Em đã yêu thương và lo lắng cho bà xã của mình ha. Dạ rồi, cảm ơn bám khảo rất nhiều. Cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Cảm ơn hai chồng em nhiều nha. Riêng trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì có một cái phần quà của người chị của Khương Dừa 3 triệu sẽ dành cho Nhi và Lộc để coi như là hỗ trợ hai vợ chồng đi lại ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và anh Khương Dừa và quý vị khán giả rất là nhiều. Dạ, em xin cảm ơn mà. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.